chuyện thư te luôn. Bây giờ mình sẽ làm thôi. Bắt đầu thôi. Thank you.
vậy là video làm sticker của mình đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thích, hãy cho mình một cái like, share và nhấn đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye, gặp lại. Bye bye.